Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị có được vận trình, được bề trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý ông bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý ông bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý ông bác, chấn động chị, bất ngờ tiên tri tiết lộ thiên cơ cực chuẩn xác. Con giáp tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong thời điểm sắp tới hốt chọn lộc trời, gặp thời đổi vận giàu sang, tiền vàng chật két, muốn nghèo cũng khó. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thân mến, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, mỗi người có một phúc phần khác nhau. Có người sinh ra đã sung sướng từ trong trứng nước, sướng từ lúc sinh ra đến khi tạ thế, cả đời sống trong nhung lụa. Có người lại sướng trước khổ sau, thời nhỏ vinh hoa phú quý, đến già tàn tạ, nghèo đói. Có những người khi trẻ chịu nhiều vất vả, thử thách, nhưng khi về già sống nhà nhã, gặp nhiều may mắn, giàu sang phú quý. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, tươi đẹp như ta mong muốn. Đôi khi đâu đó trong cuộc đời, chúng ta lại vấp phải những khó khăn, bế tắc, nhưng nhờ thế mà chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành và lớn mạnh hơn, sống tử tế, vượt qua sóng gió bằng sức của chính mình, sẽ được trời thương, cuộc đời đổi vận bất ngờ, dần dần xóa bỏ cái mác con giáp số vất vả. Cũng chính vì lẽ đó mà ngày nay người ta thường tìm đến tử vi để đoán định trước tương lai, cũng như đoán lành, tránh dữ. Theo luận giải mới nhất của những bậc thầy tử vi phương Đông đã tiết lộ, trong thời điểm sắp tới này, con giáp tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 được cát tinh chiếu rọi, thần tài trở che cho vận may bất ngờ. Vậy làm sao để nắm bắt được vận may đó? Thì ngay sau đây, xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi thời điểm sắp tới của quý bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Giáp Tý 1984 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Giáp Tý thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc, họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo. Khi làm việc tập thể, họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của họ tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Giáp Tý thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như Giáp Tý khó có thể thay đổi được. Giáp Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi Giáp Tý về bất kỳ lĩnh vực gì thì họ sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng, sợ họ sẽ gặp nguy hiểm thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Giáp Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Họ tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho họ trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Giáp Tý cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của họ. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, Giáp Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của họ. Giáp Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống giàu tình cảm, yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình.
Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Nữ mệnh Giáp Tý là người tài giỏi, có năng lực trong suốt cuộc đời họ, gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ mệnh trải qua nhiều thăng trầm và vất vả. Những thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường đó. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn, hôn nhân vừa hạnh phúc, lại vừa có lộc tiền tài. Cả cuộc đời gặp nhiều vận may, sự nghiệp tuy vất vả, nhưng lại thành công lớn. Về mặt tình cảm thì rất thuận lợi, sau kết hôn có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cái. Năm mệnh Giáp Tý, xem tử vi thấy rằng, ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Giáp Tý đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bởi vậy, khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ, hoài bão với những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vươn tới thành công. Thông minh sắc sảo, ý chí hơn người, tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Nhìn lại quãng đường mà Giáp Tý đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Giáp Tý mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình nên Giáp Tý mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Giáp Tý mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Giáp Tý vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Giáp Tý cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Giáp Tý sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Giáp Tý dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Giáp Tý ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Giáp Tý có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Giáp Tý cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Giáp Tý luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Giáp Tý giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, buộc chộp. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Giáp Tý như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Giáp Tý là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa hương sáng nhìn xuân thu. Với Giáp Tý, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả
cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi về các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong thời điểm sắp tới, cụ thể vận trình như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tử vi thời điểm sắp tới của tuổi Giáp Tý chỉ ra rằng thời điểm sắp tới, bạn vốn là người nhanh nhẹn, tháo vát và có thêm sự hỗ trợ của chính ấn, nên nhiều hạng mục công việc được hoàn thành trước thời gian. Tuy nhiên, đừng vội chủ quan hay mừng vui quá sớm vì vẫn có những nhiệm vụ mới xuất hiện, đòi hỏi bạn phải bỏ nhiều nỗ lực, chú tâm vào đó. Việc giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên hay cấp dưới, nếu cảm thấy có trở ngại thì tìm cách để trao đổi thẳng thắn cảm nhận của bạn đối với họ. Đừng vì ngại ngùng mà khiến tình huống trở nên khó khăn hơn, đến khi quay lại xử lý thì càng khiến cả hai mệt mỏi hơn. Có những thời điểm bạn thiếu đi sự tập trung vì bị sao nhãng bởi ý kiến của người xung quanh, bạn nên vứt bỏ hết viền nhiễu này để có thể thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Lời khuyên cho người tuổi Giáp Tý trong thời điểm sắp tới này, đó là hãy xem những lời nói của mọi người là thông tin tham khảo, bạn mới là người chịu trách nhiệm trong quyết định của bản thân. Xét về phương diện tài lộc, tử vi thời điểm sắp tới của 12 con giáp cho thấy, lục bạc bay vào hướng Tây Nam, mang theo dấu hiệu tài lộc vượng, giúp người tuổi Giáp Tý dễ gặp may về tài chính, cơ hội mở ra nhiều. Cũng không hẳn là điều tốt khi mà bạn cảm thấy vô cùng hoang mang và không biết cái nào là phù hợp với mình nhất, nên là giai đoạn này bạn cũng tìm hiểu nhiều hơn, thu lượm thêm thông tin, nghe ngóng tình hình để đánh giá lại. Sau đó, khi bạn đã hiểu hơn thì việc đầu tư cũng sáng suốt hơn và bạn mới sẵn sàng chấp nhận chịu rủi ro với quyết định của mình đưa ra. Nhiều người tuổi này còn kiếm thêm thu nhập từ công việc phụ ngoài luồng, tuy rằng vất vả hơn, nhưng bù lại, bạn sẽ nhận về mình phần thưởng xứng đáng trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe, tử vi thời điểm sắp tới của tuổi Giáp Tý chỉ ra rằng thời tiết lúc này khá lạnh, người tuổi Giáp Tý cố gắng giữ ấm cho cơ thể, nhất là những ai đang có bệnh về máu, xương khớp, tiêu hóa, dạ dày nên hạn chế ở lâu trong một môi trường lạnh ẩm ướt. Những người làm ăn, kinh doanh thường xuyên phải tham gia các cuộc nhậu say sưa, khiến sức khỏe giảm sút rõ rệt, bạn cần biết nói lời từ chối để mà đảm bảo sức khỏe của mình nhé. Ngoài ra, khi việc di chuyển trong tháng này khá thường xuyên thì bạn cũng cần cẩn trọng hơn trong việc cầm lái nhé. Luôn đề cao sự an toàn của bản thân và mọi người lên trên hết, nhất định không được điều khiển xe trong tình trạng say xỉn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Giáp Tý trong thời điểm sắp tới, nhờ có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của tuổi Giáp Tý, thời gian này diễn ra thuận lợi hơn. Một số tín hiệu tích cực sẽ đến với lĩnh vực tình cảm của bạn, đặc biệt là những người vẫn còn độc thân. Nếu đang phân vân giữa nhiều đối tượng thì tháng mới sẽ giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp. Với những cặp đôi, hai bạn cần dành thêm thời gian trò chuyện để thấu hiểu nhau nhiều hơn. Có như thế, bạn mới biết đâu là điểm khác biệt, cả hai cần dung hòa, chứ không nên đối đầu như hiện tại. Cũng trong giai đoạn này, bạn cũng nên lọc bớt những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình, như một mối quan hệ hay thói quen không lành mạnh, chúng đang gây ảnh hưởng không tốt tới bạn, theo một cách nào. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, xin mời quý khán giả cùng Minh Đường Tử Vi đi phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Giáp Tý 1984, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiếp tân xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy. Người tuổi này được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc no đủ, có lộc ăn, lộc uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều gì. Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều thì có thể gây ra hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập, có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên thì tính khí có phần cao ngạo. Nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thành thơi, an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Người tuổi này được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mạnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc, lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều, mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người tuổi này có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn không giấu nỗi lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở, nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao chức trọng,
nhưng sự nghiệp cũng thành công, có phần thông minh, đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy tưởng chừng khó thoát, nhưng vẫn may mắn, bình an. Vận mệnh của người tuổi này tuy có nhiều trắc trở, nhưng vẫn hạnh phúc, an yên quá nửa đời người. Đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật, tính tình hiền lành, nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu sự quyết đoán, nên cả đời có phần khó thành đại sự. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người tuổi này gặp phải tang môn, đi tới đâu cũng gặp phải chuyện tang tóc, tuy có bổng lộc, nhưng đều đến từ chuyện buồn đau. Số mệnh hẩm hiu, có thể có số xuất ra, nếu có thể giữ được tâm trí bình an, tu thân, tỉnh trí, không tham lam, biết phấn đấu, thì tuổi già sẽ được hưởng phúc lộc, an nhàn. Người tuổi này nhát gan, thiếu sự quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng, họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét chốn hồng trần, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi này số mệnh bình thường, không có nhiều bổng lộc, tài sản cũng không, dù sao cuộc đời vất vả bôn ba, không được quý nhân nâng đỡ, mà một mình chống chọi, nên làm gì cũng khó khăn, lại bị tiểu nhân quấy nhiễu, nên hung hiểm trùng trùng, may thay có xuân phong hóa vũ, gió xuân hóa thành mưa, trời quang mây tạnh, nên được lương duyên, người tuổi này tuy vận số không tốt, nhưng gặp được ý trung nhân, thì sẽ nhẹ gánh phần nào, người phối ngẫu sẽ giảm bớt vận hạn, tương trợ mọi điều, giúp cho người này có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống, tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương hỏa để lại, anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân nâng đỡ, nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hẩm hiu, hay bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang trùng, người tuổi này số bôn ba vất vả, chạy ngược chạy xuôi khắp trốn, người này tham công tiếc việc, chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn, quên ngủ, hễ thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại vất vả, mà dốc hết sức mình nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ. Vận mệnh của người này khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ, mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu, phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, người này tuy số kiếp vất vả, nhưng tinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết, tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết tiểu thừa, dương khí vượng, đất trời tươi sáng, cây cối xanh tươi, người tuổi này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt, tuy nhiên nên sống gần ao hồ sông suối, gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế sau này, dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ khốn khó, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp xây dựng do chính sức mình. Song người này lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực và nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Người này tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, đất trời vào tiết lập thu, hoa trái dồi dào, là mùa thu hoạch. Người tuổi Giáp Tý sinh vào thời điểm này trong năm, cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc, mọi nơi, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, tính tình phóng khoáng, khoan dung, độ lượng, là người có thể làm nên việc lớn, cuộc đời có thành, có bại, song hưởng phúc lộc trời ban, nên vẫn được đủ đầy, dù có gặp tai họa, thì vẫn có cơm ăn, áo mặc, tính cách cương nghị, tuy vào cảnh khó, nhưng vẫn giữ lòng tự trọng, dù vất vả kiếm kế sinh nhai, cũng quyết không cầu xin người khác. Người tuổi này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, được cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa, êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều, mà vẫn sung túc, giàu sang.
vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, vận mệnh của người tuổi này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất, chúng phong thái đỉnh đạc, cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, cứ chăm chỉ làm việc, tất có thành công, tu tâm dưỡng tính tất nên đại nghiệp. Xem vận mệnh của người này, cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ân cao, quý nhân vượn vận, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn lộ, người tuổi này tính tình trầm ổn, song không thích nơi náo nhiệt, không thích làm người nổi trội, từ nhỏ đã sợ lạnh, song có phút cơm áo đủ đầy, thiếu sự quyết đoán, khó làm nên cơ nghiệp, vợ chồng con cái tuy yêu thương nhau, nhưng lại khắc khẩu, tranh cãi, mâu thuẫn liên miên, không có tài ăn nói, an phận thủ thường. Người tuổi này cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo giặt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc, tuy nhiên phúc lớn mệnh hậu, nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, người tuổi này thường hay dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, cũng có tham vọng, có ý chí, nhưng không mấy khi có cơ hội để thực hiện. Cuộc sống có phần bấp bênh, không biết quản lý tài chính, không giỏi cân đối chi tiêu, dù có tiền, cũng không biết làm cho tiền sinh sôi, nảy nở. Vận mệnh của người tuổi này không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có con lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít chướng ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người tuổi này khởi nghiệp khá muộn, nhưng có thể thành công, không bị tiểu nhân hãm hại, cuộc sống khá tiêu diêu, tự tại. Người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió, không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì được quý nhân phù trợ, mới hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời người này không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát, thăng tiến không ngừng, nghỉ khi đến tuổi trung niên, nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Vận mệnh của người tuổi Giáp Tý 1984, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn trong năm, người người nhà nhà, chuẩn thịt cơm kịp đón Tết về, nên người tuổi Giáp Tý cũng được hưởng phúc, có lộc ăn uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời, chỉ là tiết trời se lạnh, nên số mệnh đã định, phải làm lụng vất vả, chăm chỉ, cần cù, thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh của người tuổi này khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc giúp đỡ nhau, vợ chồng ân ái, nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Người tuổi này tư chất thông minh, lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý anh chị lời Phật dạy về hơn thua đã dạy chúng ta rằng, chúng ta đều hiểu rằng những đấu đá, hơn thua đều mang lại kết cục không tốt đẹp, thế nhưng không phải ai cũng có thể kiềm chế bản thân, lấy nhu thắng cương. Do đó, theo lời răn dạy của Phật, chúng ta phải biết kiềm chế bản thân. Lửa nào bằng lửa than, thấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Chúng ta sống ở cõi này, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian, báu vật trăm xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền, quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày. Vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói, con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí, cuối cùng mang theo được những gì. Trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành, công khai tranh giành, âm thầm tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ, hôm qua tranh giành, hôm nay tranh giành, rốt cuộc suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm ích kỷ mà thôi.
trong cuộc sống. Chúng ta thường xuyên thấy cảnh người vợ không thuận lợi trong công việc, liền mượn cớ phát sinh bực tức cáu giận với người chồng. Người chồng vì thể diện của bản thân mà trước mặt bạn bè, người ngoài sai khiến người vợ không chịu được cảnh ấy và thế là mối quan hệ êm đẹp trở nên bất hòa. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay, thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được sẽ khiến tâm bất an. Nhưng người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ mà có. Tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức của bản thân mà thôi. Một khi tấm lòng rộng mở hơn thì bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn, bớt hơn thua để hạnh phúc đến gần ta hơn. Theo lời Phật dạy về hơn thua, bạn cần ghi nhớ một điều rằng: 1. Người nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. 2. Người xấu hay đẹp vừa mắt là được rồi. 3. Người già hay người trẻ khỏe mạnh là được rồi. 4. Gia đình giàu có hay nghèo túng, hòa thuận là được rồi. 5. Con cái dù làm tiến sĩ hay bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi. 6. Nhà to hay nhà nhỏ có thể ở được là được rồi. 7. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc được là được rồi. 8. Hết thảy phiền não, có thể giải được là được rồi. 9. Cả đời người bình an là được rồi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.